Chào mừng quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề tài nghiên cứu khoa học. Có một giả thuyết đưa ra, đó là... Cái gì vậy? Dạ sao anh? Em mới nói cái gì vậy? Giả thuyết anh. Kịch bản tôi đưa cho em nay một tháng trời em không có đọc hả? Em có đọc không? Có chứ, ngày nào cũng đọc. Có, tại sao mà lại đọc sai? Còn trả treo nữa chứ, tôi thuê em làm diễn viên, chứ không phải là thuê em là má tôi. Em cứ trả lời cái gì đâu mà cái đưa cho em đọc rất là lâu rồi. Vậy mà em làm thì tôi rất giận về em quá. Đạo diễn cái này tôi ghi là giả thuyết. Thôi em đọc giả thuyết. Cái từ này hả, lớp học sinh lớp 1 nó còn biết. Đâu, em nói giờ em học rồi giả thuyết. Em học trường lớp nó kêu là giả thuyết anh. Đâu có gì mà đâu. Hồi sáng đi vô là tôi đã không ưa rồi. Ai đâu mà đã kêu đi mặc áo sơ mi trắng, đi mặc áo thun. Có ai mặc áo thun mặc áo vest như em không? Hả? Đâu ai đâu. Rồi cái tổ trang phục đâu? Cái tổ trang điểm đâu không đánh cái mặt em lên. Chứ ít thì cũng phải quýnh cái môi son cho nó hồng hồng chút. Thì sáng em vô có mình em xếp máy luôn, mình em xếp đèn. Rồi có mình em hóa trang luôn. Giờ em đâu quýnh kịp mặt em. Tụi mà nó đâu? Tụi nó xách cái son tụi về nhà luôn rồi. Tại em sao đâu vậy? Đâu đánh được má hồng, đâu đánh được gì đâu. Cái đoàn làm phim gì có mình em vậy? Thì đó hỏi anh chứ sao hỏi em. Em đâu biết đâu. Quay cái gì nữa mà quay, nói sai chính tả. Đoàn làm phim có hai thằng rồi cũng quay, nghỉ. Anh ơi. Ủa vậy giả thuyết với giả thiết cái nào đúng ta? Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Giả thuyết hay giả thiết? Trước hết, giả thuyết. Giả thuyết là điều tạm nêu ra trong khoa học, chưa được chứng minh hoặc kiểm nghiệm, để giải thích một hiện tượng nào đó, hoặc giải thích sơ bộ về bản chất của sự vật. Thí dụ, giả thuyết khoa học. Thứ hai, giả thiết. Giả thiết là phần cho trước trong một định lý hay một bài toán, để từ đó suy ra kết luận hay để giải bài toán đó. Giả thiết còn là một điều kiện giả định trong quan sát và thực nghiệm. Như vậy, hai từ giả thuyết và giả thiết đều đúng, tùy theo trường hợp mà chúng ta dùng từ giả thuyết hay giả thiết mà thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ giả thuyết hay giả thiết. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ quá phụ hay quả phụ. Mến chào tạm biệt các bạn.